Thưa quý vị, lựa chọn phố biển Vũng Tàu cho kỳ nghỉ Giáng sinh và chào đón năm mới nên du lịch Vũng Tàu thường sôi động vào dịp cuối năm. Năm nay thì mùa du lịch cuối năm ở phố biển dường như đến sớm hơn khi mà không khí Giáng sinh và chào đón năm mới 2024 đã ngập tràn không gian. Còn hệ thống dịch vụ lưu trú cũng đón nhận nhiều tín hiệu lạc quan. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tình hình kinh doanh tại Marina Bay Resort & Spa đang tốt lên trong tháng cuối cùng của năm 2023. Đặc biệt vào dịp cuối tuần vừa qua, dịch vụ lưu trú, nhà hàng đều được lắp đầy. Riêng kỳ nghỉ Giáng sinh và chào đón năm mới 2024 sắp tới, công suất phòng hiện đã đạt khoảng 70%. Ngoài đầu tư trang trí ngoại cảnh thật lung linh, ấn tượng, doanh nghiệp còn lên kế hoạch tổ chức tiệc Giáng sinh, tiệc chào đón năm mới 2024 cho du khách dịp này. Không khí Giáng sinh đã ngập tràn thành phố Vũng Tàu rồi. Gia đình chúng tôi thì có đến lưu trú tại Marina Bay. Thì nơi đây đã trang trí Giáng sinh rất là ấm cúng và rất là đẹp. Khách mà đến lưu trú với lại Marina Bay thì chúng tôi có những chính sách giảm giá khi khách mà thưởng thức những các món ăn tại nhà hàng của chúng tôi. Đồng thời là đối với khách mà hàng thân thiết có quay lại với chúng tôi thì chúng tôi sẽ có những chính sách giá rất là ưu đãi khi khách đặt phòng cũng như đặt tiệc. Ở khu vực bãi sau, hệ thống lưu trú vào dịp cuối tuần vừa qua đạt khoảng 70% công suất. Nhiều cơ sở kinh doanh đặt kỳ vọng dịp nghỉ lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2024 công suất sẽ đạt 100%. Để lượng khách đạt như kỳ vọng, bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, trang trí tiểu cảnh đẹp, nhiều khách sạn còn tung ra các gói kích cầu hấp dẫn như miễn phí buffet sáng, giảm giá phòng, dịch vụ. Vào dịp lễ Giáng sinh và chào đón năm 2024 thì thành phố Vũng Tàu cũng tổ chức rất nhiều sự kiện và bên cạnh đó thì khách sạn Romilet cũng trang trí những ngoại cảnh để cũng chào đón những ngày lễ Giáng sinh và vì thế thì khách du lịch về với khách sạn Romilet cũng có rất nhiều khả quan hơn. Đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, tăng cường kiểm soát giá cả, chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn cho du khách tắm biển. Chính quyền và ngành chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu còn lên kế hoạch tổ chức các sự kiện hấp dẫn, ấn tượng để phục vụ người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2024. Từ nay và đến Tết âm lịch thì chúng tôi sẽ tổ chức khoảng 10 cái sự kiện nữa để mà phục vụ cho người dân và du khách. Và trong cái thời gian tới thì thành phố cũng sẽ tiếp tục là nghiên cứu và tổ chức phối hợp tổ chức các cái sự kiện nó mang cái tính quy mô và để lại cái ấn tượng cho người dân và du khách. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, việc đi du lịch sẽ được nhiều du khách tính toán kỹ lưỡng. Với ưu thế về thiên nhiên, hệ thống dịch vụ hoàn chỉnh, thêm nhiều sự kiện được tổ chức và thuận lợi về giao thông, nên thành phố Vũng Tàu tiếp tục là điểm đến lý tưởng được nhiều du khách trong khu vực ưu tiên lựa chọn dịp Giáng sinh và năm mới 2024.